vì tướng Việt khiến Tần Thủy Hoàng phải nể phục, đúc tượng cho thờ phụng vì đã chấn giữ một phương. Cao Biền cũng sùng bái, là một phen chân chính, lập hẳn đền thờ cúng cho ông tại Hà Nội. Lý Ông Trọc, một nhân vật lịch sử có thật, hiện được ghi chép lại trong nhiều nguồn tài liệu lịch sử, cả của Việt Nam lẫn Trung Quốc. Ông là người như nào mà đến ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng phải nể phục cho đúc tượng ông? Cùng theo dõi nội dung về ông ngay sau đây. Truyền thuyết kể rằng, vào đời vua Hùng thứ 18, tức Hùng Duệ Vương, tại làng Chèm thuộc huyện Từ Liêm, có một chàng trai khôi ngô tên là Lý Thân, được người xưa miêu tả là người có vóc dáng cao, khí chất phi phàm, là một bậc dũng sĩ, khác với những người thường. Ông được làm chức quan nhỏ tại huyện ấp. Người dân kể rằng, với bản tính cương trực, trung hậu, thương dân nên có lần, khi thấy một tên lính huyện Ác Ôn đánh đập dân phu dã man, Lý Thân đã nổi giận, đánh chết tên lính đó và bị triều đình khép tội chết. Nhưng vua Hùng thấy ông là người có tài đức, khỏe mạnh nên không nỡ giết. Sau đó ông bỏ chức, đi cầu học phương xa. Đến thời An Dương Vương, ông là một tướng giỏi giúp vua, thường đánh dẹp giặc Ai Lao, chiêm thành và chống lại giặc nhà Tần phương Bắc. Sau này ông được cử đi sứ sang Tần. Tần Thủy Hoàng thấy ông cao lớn, uy nghi, dũng lược như thần nên mừng lắm, bèn chọn cho làm võ tướng, phong đến chức tư lệnh hiệu úy. Đây là chức quan võ hạng bậc cao nhất trong triều. Năm 221, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, Lý Ông Trọc được cử đến trấn giữ vùng đất Lâm Thao, theo sách sử Trung Quốc, hiện thuộc tỉnh Cam Túc ngày nay. Thời ấy, mặc dù Tần Thủy Hoàng uy danh vang xa ngàn vạn dặm, nhưng biên giới phía Bắc luôn bị quân Hung nô quấy nhiễu. Mặc dù có vạn lý trường thành, nhưng quân Tần vẫn nhiều phen khốn đốn, chống đỡ liên miên không dứt. Lý Ông Trọc được cử đi trấn Ải, chống lại quân Hung nô. Nhiều uy danh và sức mạnh, dũng lược của ông, quân Hung nô cực kỳ kiêng sợ Lý Ông Trọc. Nhiều lần không dám bén mảng quấy nhiễu vùng biên cương. Suốt một thời gian dài, nhờ có Lý Ông Trọng, biên giới phía Bắc nhà Tần được bình yên. Nhưng bản thân Lý Ông Trọng là người Việt, xa nhà lâu cũng thấy nhớ quê hương. Ông viện cớ xin vua Tần cho trở về thăm nhà. Trước khi về, ông còn được Tần Thủy Hoàng phong cho tước Vạn Tín Hầu. Sau khi ông đi, quân Hung nô biết tin, liền cho quân quay trở lại tấn công nước Tần. Biên giới lại chiến tranh liên miên. Thế vậy, Tần Thủy Hoàng buộc phải cử sứ giả sang Âu Lạc để mời ông quay trở lại cầm quân. Nhưng vì tuổi đã cao, lại quá nặng lòng với đất nước, Lý Ông Trọc nhất định không đồng ý. Để tránh phiền nhiễu, Lý Ông Trọc đã trốn biệt vào rừng, vua Thục Phán phải nói với sứ giả rằng ông đã chết. Tần Thủy Hoàng không tin lời, liền dọa sẽ đem quân tấn công, đòi tìm được xác của Lý Ông Trọc mới tin ông đã chết. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ông phải tự tử để được chết trên mảnh đất quê hương. Sau khi tìm thấy xác ông, biết chắc rằng Lý Ông Trọng đã chết, Tần Thủy Hoàng cho người đúc pho tượng đồng khổng lồ hình Lý Ông Trọng đặt ở cửa Tư Mã, kinh đô Hàm Dương. Mỗi khi thấy quân Hung nô từ xa kéo đến, Tần Thủy Hoàng cho hàng chục binh lính Tần lại dùng sức đẩy cho bức tượng cử động. Từ xa, quân Hung nô lầm tưởng Lý Ông Trọng còn sống nên sợ hãi bỏ chạy tháo thân, không dám bén mảng tới nước Tần nữa. Mặc dù ông đã chết, uy danh của ông vẫn bao trùm khắp mọi xứ ở Trung Quốc, Âu Lạc và cả Hung Nô. Hàng trăm năm về sau, thanh danh của Lý Ông Trọng vẫn khiến nhiều tướng lĩnh Trung Hoa phải cúi đầu tôn kính. Đến đời Đức Tông nhà Đường, nhiên hiệu Trinh Nguyên năm đầu, Triệu Xương đã cho xây dựng đền thờ ông và cho người dân thờ cúng quanh năm. Vào khoảng năm 860, tướng nhà Đường là Cao Biền, rất sùng bái Lý Ông Trọng, đã cho sửa sang lại đền thờ, tạc tượng gỗ, tôn xưng cho ông danh hiệu cao quý là Lý Hiệu Úy. Đó chính là ngôi đền thờ lịch sử ở xã Thụy Hương, huyện Từ Liêm, làng Chèm ngày nay. Theo lời bình trong Việt Điện U Linh, Lý Hiệu Úy lấy tấm thân cao hai trượng, làm quan thượng quốc, giữ chức ti lệ, oai khiếp Hung nô, người ở Lâm Thao sợ oai mà mến đức. Sống thời người đều hâm mộ, chết thời nhớ chẳng quên. Tượng đồng đặt ngoài cửa, có máy lay chuyển động, oai hùng như sống, đứng xa mà trông đủ khiến cho bọn cường hồ dũng hồn phách. Sau vài trăm năm lại thác mộng cho Triệu Xương, hiển linh cho Cao Biền, tiếng thơm oanh liệt, giống như các vị thiên thần không hơn không kém, như thế há chẳng hùng vĩ lắm thay. Miếu ở làng Thụy Hương, huyện Từ Liêm, cách phía đông thành 40 dặm đền đài đổ sộ, miếu điện trang nghiêm, cao ngất ở trên bờ sông. Dầu cho sóng cả vỗ bờ, muôn dặm chảy xiết, vẫn nghiễm nhiên đứng vững không lay. Ngay trước miếu có bến đò ngang, là con đường thượng lưu đến kinh phải ngang qua đấy, một chỗ đô hội lớn, thương mại hành nhân, cao tài đạt khách, chắp núi ngựa xe qua lại như dịch, mà trọn xưa vẫn an ổn, không xảy ra nạn gió sóng, nhân dân đều xưng tụng công đức của thần.
Lang Thụy hương rất đông, dầu, đến khi cúng tế, lễ vật long trọng tinh khiết, hàng năm đến ngày rằm tháng 7, có ngày hội làm lễ đại kỳ phúc, người đến xem đông như rừng, đường xá chợ búa nhà cửa có cái quang cảnh như thành thị. Lễ tế, đồ thờ nghiêm chỉnh, người đến xem lễ đều phải kín so với hai đền Tiên Du và Kim Động cùng ngang hàng với nhau. Nhiều người đến đỉnh cầu tự, có người bồng con đến xin thần cho họ, như hai anh em Tiết, Nghĩa ở làng Vân Canh, đến xưng họ Lý họ Trần, tức là thần cho họ đó. Tập Trích Quái chép sự tích này cũng đồng với đây. Không rõ đỉnh chèm được xây dựng lần đầu khi nào. Theo lời kể của dân làng thì đỉnh có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Song hiện trong đỉnh chỉ lưu giữ được nhiều hình chạm khắc gỗ phong cách thế kỷ 18, có hai pho tượng vợ chồng Lý Thân bằng gỗ sơn son, thép vàng tạc năm 1888. Hàng ngàn năm nay, đình chèm vẫn ngự sát bên bờ sông Hồng, Nặng Phù Sa. Những mái cong của ngôi đình được phủ lên một lớp rêu phong cổ kính. Đình chèm được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc, chắc chắn và công phu. Bên trong đình, các cột, mái được chạm trổ tinh vi, bên ngoài có tam quan, bốn cột đồng trụ cổ kính. Gian trong cùng của ngôi đình có hai bức tượng, tượng Thượng Đẳng Thiên Vương cao 2 trượng và bức tượng Công Chúa Nước Tần, Hoàng Phi Bạch Tỉnh Cung, cao trượng 8 co dư. Hiện ở đình chèm vẫn còn lưu giữ chiếc lư hương ngàn năm tuổi rất quý hiếm. Làng chèm nằm cạnh sông Hồng nên thường xuyên bị lũ lụt đe dọa. Vào năm 1902, đình được kiệu lên cao thêm 2,4m chỉ bằng các dụng cụ của nhà nông như đình bừa, quang gánh. Công việc diễn ra trong vòng 1 năm trời và kết quả cực kỳ mỹ mãn. Cả một ngôi đình nặng hàng trăm tấn toàn bằng gỗ quý với những cột kèo phức tạp được kiệu lên cao ngang với mặt đi sông Hồng. Cuộc kiệu đình này tốn hết 500 đồng tiền Đông Dương mà công giá ngày ấy chỉ có 7 xu một ngày. Hiệp thợ kiệu đình do ông Vương Văn Định ở làng Văn Trì chủ trì. Hiện ở đình chèm đang thờ tự gồm có Thượng Đẳng Thiên Vương, Hy Khang Thiên Vương, Lý Ông Trọng, Thần Chủ, Hoàng Phi Bạch Tĩnh cùng Công Chúa, con gái Tần Thủy Hoàng, vợ của Thánh Chèm. Ông Sứ, ân nhân của Thánh Chèm, chữa bệnh cho Thánh, được phối thờ ở gian bên phải tòa đại bái khi nhìn từ ngoài vào. Lục vị Thánh Vương Tử, các con của Thánh Chèm, bốn trai, hai gái. Hội chèm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 âm lịch, trong đó ngày 15 là ngày hội chính. Người dân có câu, thứ nhất là hội cổ loa, thứ hai hội gióm, thứ ba hội chèm, là ý nói về quy mô và độ phổ biến của lễ hội của người Hà Nội xưa. Các nghi thức quan trọng của lễ hội chèm đều được tổ chức tại đình chèm. Nói là hội chèm, song đây không phải là hội của duy nhất làng chèm, mà kỳ thực là của một cụm làng ven sông Hồng, vì ngoài làng chèm còn có các làng Liên Mạc, Hoàng Mạc cùng tham gia với tư cách là hai làng em. Đáng xem nhất là lễ rước nước sáng ngày 15, có ba con thuyền rồng của ba làng bơi ra giữa sông Hồng múc nước sông đổ vào chĩnh rồi biểu diễn quay thuyền ba vòng trước khi bơi vào bờ, sau đó là đám rước nước vào đình. Đây là dấu vết của tín ngưỡng thờ nước của người thời cổ. Đám rước cũng có nhiều nghi thức cổ truyền đáng để các nhà văn hóa học và dân tộc học quan tâm nghiên cứu. Và cuối cùng, tại hội này còn có cuộc thi thả chim bồ câu. Các đàn chim bồ câu được thả cho bay lên trời, thường là cao tới vài ngàn mét và nếu đạt được những quy định thì sẽ được giải. Trên đây là những câu chuyện về Lý Ông Trọng, hay còn được người dân gọi là Đức Thánh Chèm. Mặc dù truyền thuyết có nhiều sai lệch, ngày nay khi nghiên cứu các điển tích, so khớp với lịch sử thì sẽ có nhiều điểm chưa được hợp lý. Tuy nhiên, là một người Việt, chúng ta nên tự hào và tự tôn về những nhân vật lịch sử đã giữ yên bờ cõi từ ngàn đời nay. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ team mình bằng một like, một share nhé. Đừng quên bấm đăng ký và bật chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất.